Bác sĩ ơi, bác sĩ có thể hướng dẫn cho em cách làm sao để có được một làn da mịn màng trắng hồng không ạ? Thực ra thì ai cũng muốn là mình sẽ có một làn da mà trắng hồng và mịn màng nhất có thể, và làm sao mà khi chúng ta sử dụng các sản phẩm nó sẽ có hiệu quả nhiều nhất. Bác sĩ sẽ đưa cho chúng ta 3 công thức để mà có được một làn da trắng mịn màng nhanh nhất có thể nhé. Bước thứ nhất là chúng ta luôn luôn phải sử dụng kem chống nắng mọi người ạ. Kem chống nắng là một vật bất ly thân đối với mọi người rồi, cho nên là dù cho chúng ta không có ra ngoài thì ngồi làm văn phòng thôi, chúng ta cũng phải sử dụng kem chống nắng thường xuyên và apply lại một lớp sau thứ hai đến 3 tiếng. Và đối với những cái làn da mà không có nhiều khuyết điểm, những làn da mà không có đang điều trị, không có treatment gì cả, thì chúng ta sẽ sử dụng những loại kem chống nắng sẽ có SPF 30 và PA 3 cộng trở lên. Và đối với những cái làn da mà đang treatment, chúng ta có thể đang sử dụng retinol, niacinamide hay là những cái hóa chất khác để mà điều trị da, thì chúng ta sẽ phải sử dụng những cái loại kem chống nắng mà có SPF 50 cộng và PA nó phải 4 cộng trở lên. Bước thứ hai là bước tẩy tế bào chết cho da. Tẩy tế bào chết thì là cái bước mà rất là quan trọng cho da để mà chúng ta sẽ có được một làn da mịn màng và trắng hồng hơn. Thì chúng ta đã biết được là da chúng ta cấu tạo bởi rất là nhiều lớp. Lớp sừng ở phía trên này là cái lớp ngoài cùng, khi mà nó già cỗi rồi và nó dày sừng lên rồi, chúng ta phải bạc sừng đi, và đó chính là cách để mà chúng ta làm lộ ra lớp da ở phía dưới mà nó trắng hồng và mịn màng hơn. Tẩy tế bào chết sẽ được thực hiện một tuần từ 2 đến 3 lần hoặc là một lần thôi, tùy vào từng loại da. Và chúng ta sẽ có thể sử dụng những hoạt chất như là BHA này, AHA, nhẹ nhàng hơn thì là các loại enzyme. Bước thứ ba là bước rất là quan trọng và không thể thiếu được, đó là chúng ta sẽ sử dụng những các hoạt chất làm cho sáng da. Hoạt chất này chúng ta phải đảm bảo được là nó sẽ thấm vô da để nó phát huy cái tác dụng của nó. Và những cái hoạt chất để mà sáng da này thì cũng có vitamin C này, Tranexamic acid, rồi là niacinamide, azelaic acid, thì những cái hoạt chất này sẽ rất là hữu ích cho những làn da mà nó có nhiều khuyết điểm hơn, làn da chưa đều mỏng, làn da có nám chân sâu, thì nó sẽ giúp ích cho chúng ta rất là nhiều để có một làn da mịn màng và trắng sáng hơn.